Mô đạt mốc ấn tượng, chưa đội nào làm được ở ngoài hạng Anh. Quỷ đỏ phấn chấn hơn dưới thời rap Granit với chiến thắng 3-1 Brentford chạm mốc kỷ lục ấn tượng chưa đội nào làm được ở Premier League. Thắng Brentford ở trận đấu bù, Mô trở thành đội đầu tiên trong lịch sử ngoại hạng Anh đạt mốc 300 trận thắng trên sân khách. Chiến thắng cũng giúp các cầu thủ Mô lấy lại khí thế. Sau khi chỉ thắng một trong ba trận gần nhất mọi đấu trường với một lối chơi kém thuyết phục cùng những ồn ào bất hòa nơi hậu trường. Như vậy, quỷ đỏ chơi khá lép vế trong hiệp một trước chủ nhà Brentford đi trước khi kịp thăng hoa trong 45 phút còn lại để lấy trọn 3 điểm nhờ công của Elanga, Mason Greenwood và Marcus Rashford. Trong trận này, Ronaldo trở lại sau hai trận vắng mặt do bị đau nhưng được huấn luyện viên Renick thay ra bằng trung vệ Harry Maguire ở phút 71 khiến tay săn bằng người bồ tỏ. Ra tức giận, chiến lược gia người Đức lên tiếng về tình huống này, đó là điều bình thường. Ronaldo là một tiền đạo và cậu ấy muốn ghi bàn, nhưng cậu ấy mới trở lại sau chấn thương. Chúng tôi dẫn trước hai bàn tương tự như trận gặp Aston Villa. Sau đó để gỡ hòa và tôi muốn mua lần này phải chắc chắn hơn. Chúng tôi phải thay đổi một vài thứ. Hiệp một mua chơi không tốt ở hầu hết mọi góc độ của trận đấu. Chúng tôi chuyên chậm, không đủ mạnh trong các tình huống 50 trên 50. Mua sẽ gặp West Ham ở trận đấu tiếp theo Premier League lúc 22 giờ ngày 22 tháng 1.